thị phi ở miệng người, cuộc đời mới là của mình. Chục người đương nhiên là sẽ chục ý. Vậy là đáng lẽ đi theo con đường này, nghe ý người khác, Hà lại rẽ sang con đường không trong dự tính. Hà là một cô gái hay do dự, làm bất kể điều gì, Hà cũng nhìn trước ngó sau, lo sợ người này, người kia phán xét. Mới quen Hà, ai cũng nghĩ cô gái này biết lo xa, nhưng thật tình làm việc với cô ấy, mới thấy tính cách ấy của Hà không ổn. Một việc thôi cô tham khảo ý kiến cả chục người, mà chục người đương nhiên sẽ là chục ý. Có mấy quan điểm trên đời này giống nhau được đâu. Vậy là đáng lẽ đi theo con đường này, nghe ý kiến người khác, Hà lại rẽ sang con đường không trong dự tính. Mua cái xe cho bản thân đi, Hà cũng do dự mãi không quyết được. Người nói màu này hãng này tốt, người nói như vậy không được. Cô loay hoay mãi trong dự định, mua xe đến mấy tháng trời, mặc dù tiền đã sẵn. Chia tay anh chàng yêu đã 3 năm, vì anh ta vũ phu, cô cũng dùng dần mãi, không phải vì tình cảm quá sâu nặng, mà là Hà nghĩ yêu lâu rồi, hai nhà cũng có qua lại, cô sợ mang tiếng, sợ người ta đánh giá, ngại bắt đầu lại với những người mới. Nghe những dự tính, những trừ trừ của Hà trong mọi việc, thấy mệt hơn là thấy thương. Hằng là một người mạnh mẽ. Ngay từ bé Hằng đã được mẹ rèn tính tự lập. Lớn lên cũng vậy, Hằng sống rất độc lập. Lấy chồng, sinh con, mọi việc của cô băng băng trong kế hoạch định sẵn. Ngày Hằng đưa Hoàng về ra mắt, nhiều người thân có ý nghi ngại. Hằng thì mạnh mẽ, sắc sảo, Hoàng lại hiền khô ít nói, hai cá tính ấy liệu có hợp nhau không? Khi nghe hai bên ngoài ấp ý, Hằng cười, em thấy hợp mà. Hơn nữa em lấy chồng cho em, nên em tìm hiểu kỹ lắm rồi. Và quả thật, cái hiền khô bù trừ cho cái sắc sảo, Hằng luôn được chồng thương yêu nhường nhịn. Bạn bè đùa, tướng mày chắc ăn hiếp chồng dữ lắm. Hằng cũng cười, lấy chồng để dựa chứ đâu phải để bắt nạt. Muốn bắt nạt thì đẻ con. Câu nói đùa khiến mọi người đều vui vẻ. Nhiều lúc Hằng nghĩ, nếu cứ nghe những ấp ý của mọi người, có khi bây giờ Hằng đã không có một người chồng thương vợ nhường ấy. Nhà khó khăn, học hết lớp 12 liên lên thành phố làm công nhân. Cô gái xinh xắn, là nhẹ nhàng nên được rất nhiều anh để mắt tới. Nhưng Liên đều từ chối. Cô muốn tập trung kiếm tiền để lo cho mẹ. Nhà chỉ có một mẹ, một con khổ biết chừng nào rồi. Thế nhưng có lẽ bức tức tức bực bởi không cua được cô, nên nhiều anh chàng đổ tiếng xấu cho cô. Nào là chảnh, nào là sinh thế lên thành phố chỉ xa nhã. Rồi thậm chí có người còn khẳng định gặp Liên làm ở quán hát. Mới nghe, Liên sốc lắm. Cô khóc sướt mướt, không hiểu vì sao người ta luôn đổ tiếng ác cho mình như vậy. Trong khi ở cái xóm trọ của công nhân, ai cũng nói cô lèn, cô Liên hiền. Rồi Liên đi lấy chồng, những tiếng xấu chìm đi. Liên hỏi chồng, anh không nghe người ta nói xấu em sao? Anh phì cười, trời, sao anh lại phải nghe? Anh chỉ cần xem em sống hằng ngày như thế nào là hiểu mà. Ai hơi đau mà chạy theo những thị phi người đời. Mình sống cho mình chứ. Liên mỉm cười, thầm cảm ơn số phận đã cho cô gặp được anh. Mình sống cho mình chứ. Đúng vậy. Khi đã là những tin đồn, những thị phi thì chắc gì đã là đúng. Những ý kiến của mọi người xung quanh thì luôn có ý tốt, nhưng cũng có những ý chưa phù hợp với mình. Phải là người ở hoàn cảnh nào mới biết phương án nào là phù hợp nhất, tốt nhất cho mình. Vậy nên cứ vững tin mà bước. Cuộc đời là của mình, thị phi là ở miệng người. Các bạn ơi, mình chia sẻ những cái bài viết này trên trang báo Phụ Nữ chuyên mục tình yêu hôn nhân gia đình, thì mình thấy nó hay á,
nên mình chia sẻ cho các bạn để tham khảo, cũng như là rút ra những cái bài học kinh nghiệm cho mình. Giống như ba trường hợp của mình vừa đọc á, là có ba cô gái. Một cô thì tính hay do dự, một cô là một người mạnh mẽ, quyết định, tự lập, và một cô là cô sau cùng đó các bạn, là nhiều người, rất là nhiều người ganh ghét nè, nói xấu với cô thế này thế nọ, nhưng mà cô vẫn yêu đời, và nói chung là cô á, là cô may mắn gặp được một người chồng, là một người chồng hiểu cô và khuyên cho cô những cái lời khuyên.